Tính đến đầu tháng 9 2021, dự án đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 do Ban Quản lý Dự án 7 làm đại diện chủ đầu tư đã được chính quyền địa phương bàn giao mặt bằng thi công gần 6 km, đạt 98,8%. Dự án đã triển khai thi công 4 trên 5 gói thầu xây lắp, sản lượng đạt khoảng 62,7%, vượt hơn 3% so với kế hoạch. Còn lại gói thầu XL3B, trụ tháp, dầm dây văng, Ban Quản lý Dự án 7 đã ký hợp đồng với nhà thầu trong tháng 8/2021, dự kiến triển khai xây dựng vào tháng 11/2021 sau khi gói thầu XL3A cơ bản hoàn thành. Dự án có tổng chiều dài 6,61 km đi qua địa phận hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long, thực hiện theo hình thức đầu tư công, tổng mức đầu tư là 5.003 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng và thiết bị khoảng 3.389,6 tỷ đồng. Về quy mô xây dựng, phần đường dẫn hai đầu cầu dài khoảng 4,7 km, tốc độ thiết kế 100 km/h. Giai đoạn trước mắt phân kỳ đầu tư với quy mô 4 làn xe, giai đoạn hoàn chỉnh đầu tư xây dựng 6 làn xe, nền đường rộng 32,25 m. Phần cầu chính cầu Mỹ Thuận 2 dài gần 2 km, được đầu tư hoàn chỉnh với 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h. Bề rộng mặt cầu 25 m, nhịp chính kết cấu dây văng dài 650 m, nhịp dẫn kết cấu dầm Super T và dầm hộp đúc hẳn cân bằng dài 1.276 m. Dự án cầu Mỹ Thuận khởi công vào cuối tháng 2/2020, dự kiến hoàn thành toàn bộ công tác thi công trong năm 2023.